Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, luôn biến đổi và vận động. Trong dòng chảy ấy, chúng ta luôn phải đối mặt với những thay đổi, những sai lầm, những mất mát, những đau khổ. Khi ấy, chúng ta cần học cách buông bỏ. Buông bỏ là sự giải thoát khỏi những ràng buộc, những chấp thủ, những đau khổ. Khi buông bỏ, chúng ta sẽ được tự do, thanh thản và an lạc. Có rất nhiều thứ có thể khiến ta khổ. Đó có thể là những thứ bên ngoài ta như bệnh tật, nghèo khó, thất bại, sai lầm. Đó cũng có thể là những thứ bên trong ta như tham lam, sân hận, si mê. Những thứ làm ta khổ thường khiến ta bám víu, chấp thủ. Chúng ta muốn giữ lấy những thứ ta thích, muốn loại bỏ những thứ ta không thích. Nhưng chính sự bám víu, chấp thủ ấy lại khiến ta càng thêm tâm bất an và đau khổ. Vì vậy, để được giải thoát khỏi những cảm xúc đó, chúng ta cần học cách buông bỏ. Buông bỏ những thứ bên ngoài ta để chấp nhận thực tại. Buông bỏ những thứ bên trong ta để sống an nhiên, tự tại. Thật sự buông bỏ không phải là một điều dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết, sự kiên nhẫn và sự nỗ lực. Để buông bỏ, chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng những gì đang làm ta khổ. Chúng ta cần hiểu rằng những thứ đó là vô thường, là không thuộc về ta. Những việc ta làm là sai lầm nếu đó là lỗi. Chúng ta cần chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng những thứ đó có thể đến và đi. Khi đã hiểu rõ và chấp nhận, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Hãy làm chủ cảm xúc. Khi cảm thấy đau khổ, chúng ta cần bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng để cảm xúc chi phối hành động của ta. Hãy tha thứ. Tha thứ cho người đã làm ta tổn thương là một cách để buông bỏ. Tha thứ không có nghĩa là ta chấp nhận những gì họ đã làm, mà là ta buông bỏ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực về họ. Hãy bố thí. Bố thí là một cách để phát tâm từ bi, giúp đỡ người khác. Khi bố thí, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Hay thiền định. Thiền định giúp chúng ta rèn luyện tâm trí, trở nên tỉnh thức và sáng suốt hơn. Khi tâm trí tĩnh lặng, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ những thứ không cần thiết. Buông bỏ là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và nỗ lực. Nhưng nếu chúng ta thật sự buông bỏ, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cảm xúc bất an, khổ đau và sống an nhiên, tự tại. Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống. Nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn, gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu, lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời tu sĩ, tôi chân trần, áo vải, túi đong đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm, biết buông ra. Cứ thầm lặng, yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thệ, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống, yêu với lòng biển rộng. Nắng mai ngời, bừng giấc mộng, thân thang. Một ngày ta sẽ ra đi, hỏi rằng năm tháng để gì lại đây. Tốt tươi cho cuộc đời này, hay là vô vị tháng ngày mà thôi. Đã đi gần hết cuộc đời, ngoảnh đầu nhìn lại về thời trẻ trai. Lo bươn chải để sinh nhai, chỉ mong sao để hôm mai có tiền. Tuổi xuân đánh đổi bình yên, để mong có chức có quyền trong tay. Bon chen sao được đủ đầy, còn đâu nghĩ đến đó đây bạn bè. Tuổi cao ngẫm lại mà ghê, lúc còn trai trẻ không hề để tâm. Biết bao suy nghĩ sai lầm, thờ ơ nông nổi vô tâm với đời. kiếp người ai cũng vậy thôi, cứ theo tuổi tác để rồi tránh đâu. Khi trẻ tiền lấy làm đầu, cuối đời lại chỉ mong cầu bình yên. Âu là nghiệp chướng tiền duyên, có như thế mới làm nên đời này. Ngẫm ra muôn sự mới hay, nhục dinh sướng khổ đắng cay song hành. Đời người lặng lẽ trôi nhanh, sống và chết thật mong manh ai lường. Vậy nên sống để yêu thương, đừng sân si giới thiệt hơn làm gì. Một mai thanh thản ra đi, để không vướng bận nghĩ suy với đời. Sống vui, sống khỏe thảnh thơi, chết nhanh tựa áng mây trời nhẹ trôi.